Xin chào tất cả các em đã đến với kênh Bếp Jimmy. Và video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra đơn hàng của ngày 10 tây tháng 10 năm 2019 nha. Đầu tiên sẽ là đơn hàng của cô Hồng 90.000 đồng. Và đầu tiên thì cô Hồng đặt là 5 cây bút kem thỏ đổi màu này nha. Cái phần thỏ ra nắng thì nó sẽ đổi màu, mỗi cây là 7.000. Tiếp đến thì là 5 cây bút sổ kiểu mới của shop luôn. Đó là bút sổ mà bé mèo ngắm hoa anh đào, mỗi cây là 5.000 đồng. Tiếp theo là đơn hàng của Lưu Thị Trà My 145.000. Và bạn đặt đó là một sắp giấy tô màu nhiều như thế này, 20.000 đồng nha mấy em. Có rất là nhiều hình công chúa xinh đẹp ở trong đây luôn. Đây. Rồi còn có là bộ kit làm slam 30.000 đồng, 12 món. Yeah, có hai cây bút mực Galaxy rất là dễ thương, mỗi cây 5.000. Qua wow, có một cây nấm nữa nè. Và đây là đồ chuốt bút chì hình cây nấm 10.000. Rồi đến là ba cây bút hoa đổi màu nha. Đây là ba cây bút đổi màu nè, gồm có là hoa hồng hay còn giống hoa tulip, rồi hoa cúc nè và chùm nho, mỗi cây như vậy là 7.000 đồng. Rồi có cây gươm bấm nha, đây cây gươm bấm là 9.000 đồng. Các em muốn thu về nè ha thì mình bấm mình giữ. Và còn có là ba cây bút trái cây kiwi, cam và trái dâu, mỗi cây là 5.000 nha. Trái thơm hết rồi, rất mong em thông cảm. Còn bây giờ là đơn hàng của Đặng Ngọc Tùng 81.000. Gồm có là một hũ slam may Galaxy 30.000 đồng nè, được tặng kèm thời trang và tuyết. Wow, và một cây bút đèn. Nha, đây cây bút đèn nè, có nước, có đèn Galaxy rất là đẹp luôn, còn có lò xo mặt cười 18.000 đồng. Xin chào Lữ Bảo Trân, đơn hàng 149.000. Có hai cây kẹo kem đánh răng, mỗi cây là 10.000 đồng nha. Tinh tôm và tiếp tục là hai cây đèn, có nước, kim tuyến phát sáng, lò xo mặt cười, mỗi cây như vậy là 18.000. Tiếp theo thì là một hộp bút nước, bạn đặt là Thiên Nga nhưng mà hết Thiên Nga rồi, chị lấy cho em là hình Hello Kitty nha, cũng ánh hologram rất là dễ thương, 60.000 đồng, hy vọng rằng là em sẽ thích. Xin chào bé Bảo Ngọc đã đến đơn hàng của em 85.000. Wow, có Whisky 12.000 dễ thương chưa? Hai hũ slam nước ngọt mỗi hũ 5.000, rồi còn có hai cái kẹo kem đánh răng mỗi hũ là 10.000 đồng luôn. Và còn có là cái trứng lưới sắc màu, nhưng mà ở đây trứng lưới sắc màu hết rồi, chị lấy là trứng lưới kim tuyến cũng rất là lung linh cho em, 10.000. Còn đây là đơn hàng của Minh Nguyệt 118.000. Minh Nguyệt mua cái bàn là 7.000 đồng nè. Đó, còn cái ghế thì là 4 cái ghế, mỗi cái là 5.000. Một cái tủ lạnh nha, tủ lạnh 4 ngăn này, đó, 15.000. Hai cái laptop, mỗi cái 5.000 và còn có 4 bịch móc nữa nha, rất là dễ thương, mỗi bịch 3.000. Wow, có váy đơn giản nữa nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái, mỗi cái là 3.000. Còn có là bịch ly chai 5.000 đồng. Và cái Whisky Panda này ngày xưa là 25, bây giờ chỉ còn có 18.000, rất là dễ thương. Còn đây là đơn hàng của Phương Thảo 88.000. Wow, bạn mua là hai đôi bông ngọc trai luôn nha. Một đôi là có hình nè nơ, nè kim cương, nè hình thoi và ngọc trai toàn tan. Bên đây thì là nơ xanh và hai cái ngọc trai như thế này. Mỗi đôi chỉ có 15.000, rất là đẹp. Ngoài ra thì còn có cái kẹp thỏ nè. Đó, cái kẹp thỏ lung linh như thế này nha. Kẹp thỏ này có giá là 25.000, rất là dễ thương luôn. Và hiện nay là kẹp thỏ, cái loại mà kẹp quẹt quẹt này nè mấy em. Đó là đang rất là hot trở lại nha. Xin chào anh Thiên, đã đến đơn hàng của anh Thiên 129.000. Yeah, và anh Thiên mua 3 cái vòng tay cá tính nha, mỗi cái 32.000 khác nhau, rất là đẹp luôn như thế này. Một cái thì là màu đỏ nè, có ánh nhũ, các em xem nè, có ánh nhũ. Đây, cả 3 vòng đều cực chất và cực ngầu nha mấy em, thấy không? Ánh hologram, rồi ánh nhũ nhẹ nè, đó, ánh nhũ nhẹ rất là đẹp luôn. Tiếp đến Đặng Thái Ngân ơi, đã đến đơn hàng của em 94.000. Đầu tiên bạn mua đó là một cây bút Thiên Nga có đèn 9.000 đồng. Rồi đến là một cây bút nước nè, có lò xo nè ha, có kim tuyến nè và có đèn luôn, nó là 18.000 ha. Tiếp theo thì là hai bút trái cây nha, đó là bút trái dâu và bút trái bắp. Đây các em xem, bút trái dâu và bút trái bắp. Bút trái bắp là mẫu bút mới của shop luôn, cũng chỉ có 5.000. Cúc nữa nè, bút hoa cúc cũng rất là xinh đẹp, đổi màu 7.000 đồng. Bút chiếc hài 5.000 ha, chiếc hài của nàng Lọ Lem. Rồi còn có là bút BT21 Aromi 5.000. Và tiếp đến là đơn hàng của Nguyễn Lê Nguyễn Minh Ngọc nha, đơn hàng 33.000. Bạn có đưa trước là 40.000 rồi. Và bạn đặt đó là một bộ đồ cho anh Ken nè, có hình mũ nỉa nè, có nón rất là thời trang, bộ đồ 30.000. Và còn có hai cái jam, đó là hai ly cà phê, mỗi ly 5.000. Xin chào bé Trương Thiện Mộc, cái tên rất là đẹp, đơn hàng 156.000. Và bạn mua đó là bút quyển sổ nha.
Và đây sẽ là cái sổ trình ký nha. Sổ trình ký 15.000, có cây bút kèm theo này nha. Có cái đồ kẹp ha, cái đồ này thì có thể làm cây thước luôn nè mấy em. Đó, giấy nè, hình bé mèo ha, loại mới, rất là đẹp luôn, 15.000. Tiếp đến thì còn có đó là một cái trang trí móng tay 7.000 đồng, một quyển sổ bí mật có hình công chúa nè, ổ khóa và chìa khóa, có giá là 35.000. Một hũ slam may 30.000 đồng được tặng kèm theo tram và tuyết nha, slam may cầu vòng nữa nè. Wow, và một lọ điều ướt nha, đây lọ điều ướt 7.000, tay cá tính hình hologram ha, đây hologram rất là dễ thương luôn, 32.000. Tiếp theo xin chào đơn hàng của bé Nguyễn Diễm Kiều, 130.000 đồng. Đầu tiên là cái ba lô BTS 55.000 đồng. Một cái gom bồn cầu, đây các em xem nè, cái gom bồn cầu Hello Kitty có đồ chú bút chì 7.000. Và còn có cái laptop mini 95.000, một bịch ly 5.000 luôn. Rồi còn có là đôi gom dép hình của bé cọp rất là đẹp nha, 6.000. Rồi đến là một cái cột tóc nơ, đây cột tóc nơ 5.000 đồng nha, nơ trái tim đàng hoàng. Và một cái charm bánh quy có kem 5.000 nè, siêu dễ thương. Rồi còn có cái cặp da 9.000 đồng nữa nha. Tiến tân, còn đây là đơn hàng của bé Ngọc Thảo 140.000 đồng. Bạn mua đó là hai cái bút Galaxy có hình bé heo và bé cuốn, rất là dễ thương, 5.000 một cây. Màu 20.000 đồng nha, đây có rất là nhiều hình đẹp luôn. Đây các em xem nè, đây chị sẽ tháo sơ ra ha. Đó, đủ hình khác nhau. Rồi còn có là bộ kit làm slam 30.000 đồng. Tay thì là 15.000 một đôi ha, là có hình nơ nè, tam giác nè, rồi bông tai cherry nè, bông tai là thỏ nè. Đó, mỗi đôi như vậy là 15.000, rất là đẹp luôn đó mấy em. Và bạn còn có mua một cái hũ trái tim 2.000. Xin chào Trần Thanh Sang, đã đến đơn hàng của Thanh Sang 103.000. Và còn có là cây kẹo kem đánh răng nha, đây kẹo kem đánh răng 10.000 ha. Còn hình của sắt là 6 tấm, mỗi tấm 10.000, 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Tiếp đến là đơn hàng của bé Sa hơn 469.000. Wow, bạn đặt 5 cây kẹo kem đánh răng, mỗi cây 10.000. Và thêm một cây nữa, như vậy là có 6 cây nha. Tiếp đến thì bạn còn có mua băng keo cá nhân nè, 2, 4, 6, ha, 8, 10. 10 cái băng keo cá nhân dễ thương, mỗi cái là 5.000. Và còn có là 3 đôi bông tai nha, thơm nè, trái thơm nè, trái dâu và trái dưa hấu, mỗi trái là 10.000 một đôi. Wow, có lọ điều ướt nè, 7.000 đồng một lọ. Đồ chuốt, ế lộn, cái này là cây viết chì bấm mà có cuộn băng keo, 5.000 đồng một cây nha. Và bạn mua nè nha, 2, 4, 6 cây bút ngọt, bút Galaxy đó mấy em, 6 cái bút Galaxy luôn, đủ hình hết đây nè. Có là Doraemon, vua heo, người tuyết, Bonnie, trái bắp và khủng long. Đầy đủ hết luôn nha. Và còn có là hai cái đồ chuốt bút chì, hình bồn cầu Hello Kitty, mỗi cây là 10.000. Bút đèn này nha, bút đèn nước hologram, có hình lò xo mặt cười nữa, mỗi cây như vậy thì là 18.000, rất là đẹp ha. Ngoài ra thì còn có cát động lực 10.000 đồng một bịch nè. Wow, còn có hình dáng của sắt và hình dáng này là của BTS nha, 10.000 đồng một sắp. Còn đây thì là kẹp nè, 5.000 đồng một cây, có kẹp bông cúc nè, kẹp kem và kẹp trái táo nha, 5.000 một cây. Hello, đây còn có là 2 nè, 4 nè, 6, 7 cây bút BT21 nha, mỗi cây là 5.000 đồng. Và còn có là 4 cây bút vợt, mỗi cây là 5.000. Sau đó thì còn có là bút ngôi nhà thỏ nè mấy em, đó, mỗi cây cũng là 5.000 luôn. Wow, tiếp đến thì là có đồ cột tóc nha, các em xem nè, bạn mua là hai cái đồ cột tóc nhung nè ha, rồi là hai cái nơ chấm bi, đây hai cái nơ chấm bi, rồi là hai cái nơ sọc nè, ba cái nơ sọc nè, ri băng sọc á, rồi ba cái chiếc, hai cái chiếc lá, mỗi cái cột tóc như vậy là 5.000. Và còn có hình poster lớn của sắt và KICM nha, 3 tấm luôn nè mấy em, mỗi tấm như vậy là 10.000 đồng ha. Bé Nguyễn Kim Cương ơi, đã đến đơn hàng của em 127.000 nha. Bạn mua đó là phụ kiện nè, 5.000 đồng. Rồi đến là vỉ dày, đó 17.000 đồng. Còn có cái tủ hồng nè, 72.000 đồng. Có bàn trang điểm, có tủ và tủ treo đồ luôn. Tiếp theo là đơn hàng của bé Lê Phạm Thanh Tuyền, 313.000. Bạn mua đó là cái nón BTS nha, 40.000. Rồi đến là bút BT21. Đây, chúng ta xem nha, bút BT21 5.000 đồng một cây. Có là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây, mỗi cây 5.000.
Rồi còn đến là móc khóa BT21 nữa nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái nha. Mỗi cái 10.000. Rồi có là quyển tập BTS nè mấy em. Đây quyển vỡ ha. Vỡ nhật ký 30.000. Rồi đến là cái áo Blackpink. Đây áo Blackpink nha. Áo thun Blackpink là 50. Và áo thun BTS thì là cũng 50.000 đồng luôn nè. Tuy nhiên là cái áo Blackpink hồi nãy xấu quá, chị đổi lại cho em cái khác nha. Đây áo Blackpink này đẹp hơn này, 50.000. Đơn hàng của Nguyễn Thị Thu 70.000 đồng. Bạn đặt đó là đôi bông tai nước ép trái dưa hấu 23.000 và một cây bút bông hoa đổi màu 5.000 đồng, rất là dễ thương. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong phần kiểm tra đơn hàng của ngày 10 tháng 10 năm 2019. Rất thân ái, chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại ở video sau. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy nhớ 0937899707 nha. Yêu các em nhiều.